Thưa quý vị, tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày trung bình có hơn 1.600 lượt khám và gần 1.700 bệnh nhân nội trú. Điều đó đã làm cho bệnh viện quá tải 4-5 lần, tức là đến 3-5 bệnh nhân nằm một giường bệnh. Trong kế hoạch thực hiện các biện pháp giảm tải, sáng nay bệnh viện đã khánh thành đưa vào hoạt động thêm 2 máy gia tốc mới, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng khám và chữa trị. Từ 4 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Lệ đã dậy và xếp hàng chờ khám bệnh. Đây là chuyến đi thứ tư của chị từ Đồng Tháp đến bệnh viện để khám và chữa trị khối u ở ngực. Lên đây thì mình ở đâu cô? Ở Hòa Lan á, phố Hòa Lan. Chị Lệ là một trong hơn 3.000 bệnh nhân ngoại tuyến và nội tuyến đến khám chữa bệnh hàng ngày tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đưa vào sử dụng 2 máy gia tốc mới tại bệnh viện sẽ nâng số bệnh nhân được chiếu tia xạ trị hàng ngày lên đến 50%, giảm tình trạng thắt cổ chai ở khâu xạ trị. Khánh thành 2 máy mới này thì số bệnh nhân được điều trị sẽ tăng lên là 600 bệnh nhân một ngày. Do đó nó sẽ giảm đi số lượng bệnh nhân phải chờ xạ rất là nhiều. Trở lại với chị Lệ, chị đang chờ kết quả để tiến hành xạ trị. Với 2 máy xạ tốc mới, chị có thể rút ngắn thời gian chữa trị, liều lượng và phác đồ trị liệu sẽ kịp tiến độ hơn. Điều này không những đúng với trường hợp của chị mà còn với hàng nghìn bệnh nhân khác.